Xin chào các bạn, hôm nay mình quay cái clip này để giới thiệu đến các bạn cái đèn pin sạc cầm tay LED Comet CRT22. Đây là một sản phẩm theo mình đánh giá là rất đẹp, rất hữu ích, rất tiện dụng. Vì sản phẩm này vừa có thể làm cái đèn pin thông thường đúng chức năng, vừa có thể vừa làm đèn bàn có giá treo móc treo rất là tiện lợi. Hy vọng các bạn sẽ thích sản phẩm này. Sản phẩm này hiện đang bán tại Điện Máy Chợ Lớn. Bận biểu thì các bạn có thể mua online tại Lazada, Adiro, vân vân. Những sản phẩm này rất là tiện dụng trong gia đình, rất cần có. Đây xin mình xin quay sản phẩm thực tế của cái đèn pin cầm tay này. Thì thân làm bằng nhựa ABS nên có độ bóng, độ bền và an toàn cho người sử dụng. Đây chính là cái hình ảnh cái đèn pin mà mình giới thiệu đến các bạn. Ở trên đây nó có cái móc treo thiết kế ẩn vào thân cũng khá là tiện dụng cho các bạn ha. Chúng ta không, nếu mà dùng chức năng đèn giống như đèn bàn mà chúng ta muốn treo lên đó, thì chúng ta treo lên gì? Sản phẩm này dùng pin sạc cho nên chúng ta có thể sử xài liên tục trong vòng 4 giờ đến 5 giờ. Nó có cọng dây mà mình dây sạc đây, dây sạc mình để trong hộp cho mình không tiện đem ra. Thì nó có hai chức năng. Đấy, các bạn hãy cầm, mình cầm nè, rất là chắc chắn. Chức năng thứ nhất là khi chúng ta nhấn thì nó là đèn pin rọi chiếu sáng xa, chiếu rất là xa. Đấy, mình để chiếu sáng thì nó chiếu rất là xa. Đấy, chức năng chiếu chén chiếu sáng cầm rất là chắc tay ha. Chúng ta cầm đi đi làm những cái việc đồng áng như là đi ra thăm vườn nè, ra nương, ra lên rẫy, ra thăm vườn trái cây, hoặc chúng ta đi ghe, đi tàu, chúng ta ban đêm chúng ta có gọi cái đèn này rất là tiện. Tại vì ngoài cái chức năng rọi để mà chúng ta tìm kiếm nghệ vật á, thì nó còn có chức năng khác, xin mình xin giới thiệu đây là chức năng khác rất là tiện dụng, là chúng ta có thể sử dụng đèn sạc. Mình nhấn một lần thì nó sẽ tắt. Đó. Nhấn thứ hai đây chức năng như đèn bàn. Đó. Chúng ta khi nhà cúp điện á, thì chúng ta dùng chức năng này rất là hữu ích. Cả nhà có thể mở cái chức năng này lên. Đó. Chúng ta để cái đèn bàn vào gia đình quay quần làm những cái công việc bình thường, ăn uống hoặc là nói chuyện trong thời gian mà đợi có điện lại, thì cái này có thể hoạt động liên tục trong vòng 4-5 giờ như mình quảng cáo nãy. Còn nếu không muốn đi đâu đó thì chúng ta có thể cầm như vậy hoặc treo như vậy lên. Đó, rất là tiện dụng đúng không ạ? Tại cái đèn này nó chắc chắn to cho nên cái đèn pin thì cũng lớn, chúng ta có thể chiếu xa được. Còn cái đèn chức năng đèn bàn thì nó cũng to, bóng nét rất là sáng, cho nên nó có thể đảm nhận hai chức năng rất là hữu ích, rất là tiện dụng cho gia đình. Thì hy vọng các bạn sẽ thích và có thể mua sản phẩm đèn pin cầm tay LED CRT22 này tại Điện Máy Chợ Lớn hoặc Lazada. Xin cảm ơn các bạn.